mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tâm sự của ba chàng trai. Chuyện thứ nhất. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên An Bằng, 18 tuổi. Trước đây tôi tà dâm rất nhiều năm, hiện tại đã giới tà dâm được mấy tháng. Sau khi phát nguyện giới dâm, tôi thường phóng sinh, bố thí, lo bồi đức, lập hạnh để phục hồi phúc báo. Nhớ lại giai đoạn còn thủ dâm, tôi bị rất nhiều hoạn nạn xui xẻo. Do từ nhỏ tôi đã có tính hiếu sắc, ưa tà dâm. 12 tuổi tôi đã bắt đầu tà dâm, ưa tự thỏa dục. Người lớn khuyên thì tôi cứ giới rồi phạm. Nhưng bây giờ tôi đã 18 tuổi. Trước đây lúc đi học, tôi thường bị người coi khinh, xem thường, cư xử như đối với kẻ đần độn ngu ngốc. Sau đó, do báo ứng của tà dâm, tôi học không nổi, bỏ trường đi học nghề, làm thợ. Nhưng trí óc quá lú lẫn, si ngốc. Người ta học một lần thì biết, còn tôi học đến mấy lượt mà chưa rành. Tôi làm hơn một năm, do quá dở và chậm hiểu nên cuối cùng bị sa thải. Những ngày tháng tiếp theo đó, tình cờ tôi tiếp xúc với trang web Đại Bi Bạc Khổ giới tà dâm và đoàn Đại Bi Bạc Khổ đi vào hướng quang minh, khiến tôi tỉnh giác và hiểu sâu sắc tác hại của tà dâm. Không những gây hại cho bản thân mà còn gây hại lây cả cha mẹ. Thế là kể từ đó, tôi dũng mãnh phát thệ làm người tốt, nguyện dứt trừ tà dâm, không những tự cứu mình mà còn siêng năng tham gia công tác quảng bá các thiện thư và sách Nhân Quả khuyên người giới tà dâm. Lời thệ xuất phát từ tâm cương quyết buông bỏ thói xấu, nguyện làm người khiết bạch chánh đại quang minh, đã giúp tôi dứt bỏ tật thủ dâm dễ dàng. Số là hồi trước tôi sắp đi kiểm tra sức khỏe để nhập ngũ, nhưng do lỗi tự thỏa dục mà sức khỏe có vấn đề nên không thể đi. Khi tôi phát thệ giới dâm, nguyện làm toàn việc thiện rồi, thì những chuyện may mắn bỗng xảy ra. Có một anh là con bà mẹ tôi, do có chuyện đột xuất nên không thể đi khám sức khỏe đầu quân vào chỗ ngon. Vì vậy mẹ anh liền mời tôi đi thay. Dũng là tôi cũng không có đủ tiêu chuẩn để lọt vào. Nhưng lúc đó không hiểu sao người ta lại sắp cho tôi vào đội dự bị quân, cũng xem như là lính, chỉ không mạnh bằng lính chánh quy thôi. Do quá khứ tôi tà dâm dẫn đến tĩnh mạch bị bệnh, cũng đã làm phẫu thuật. Nếu như tôi vào bộ đội chánh quy thì sẽ không kham nổi các huấn luyện cao và nghiêm. Còn được vào đội dự bị, thông thường chỉ trông coi vũ khí, mỗi tháng còn được lãnh 500 đồng mà chẳng bị huấn luyện nghiêm khổ chi. Chưa kể là tôi ở đội dự bị chừng một năm thì có thể xung thẳng vào đội chính quy. Nhưng đến lúc đó tôi không còn bị khảo hạch khắt khe mà binh chủng vẫn xếp theo trước đó. Chắc chắn là cũng đồng thời bước vào lính chánh quy, xong người ta thì bị xem là tân binh, nhưng tôi lại được xem là lão binh. Dù có làm ban trưởng hay ở lại đội cũng không nhầm chi. Hôm nay tôi viết ra bài này không phải để khoe, mà là muốn nói với mọi người. Trước khi tôi chưa giới tà dâm thì đến đâu cũng bị người khi dễ, coi thường. Nhưng sau khi tôi nguyện tu sửa, đổi mới cuộc đời, dù tôi chỉ mới giới dâm chừng vài tháng thôi, thì cơ hội tốt đã đến. Xem như cả địa khu này họ chỉ tuyển 10 nhân viên dự bị, đa số người được chọn đều là con em cán bộ cao cấp. Xét hoàn cảnh nhà tôi thì xem như khó bề giới tới, vậy mà tôi lại được thu nạp dễ dàng. Bạn thấy có lạ không? Từ khi phát nguyện tu sửa, hàng ngày tôi luôn quyết tâm dứt ác làm lành, còn viết bài khuyên người giới dâm, nguyện không xem tất cả văn hóa sắc tình, diễn ly hẳn mọi điều liên quan đến tà dâm. Tôi tinh tấn niệm Phật, giúp người phóng sinh, bố thí, làm nhiều việc thiện, mang tâm tư hạnh phúc kinh an. Tôi nguyện trọn đời trọn kiếp mãi mãi giới tà dâm. Giờ đây tôi sống rất hạnh phúc. Xin chia sẻ kinh nghiệm này cùng bạn đọc
mong những ai có thói xấu giống tôi sẽ dũng mãnh từ bỏ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật, trên báo tứ ân, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy, nghe, đều phát bồ đề tâm, mạng báo thân này sinh về cõi an vui. Chuyện thứ hai. Tôi thi đậu vào hai trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở viện nghiên cứu. Trong thời gian này, tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục, nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh. Đầu tiên là bị viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, viêm dạ dày, viêm ruột. Khi chơi đá banh, thường bị đau nhức đến mấy ngày. Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao, bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi. Song thân tôi lao tác gian khổ, dù có cố làm thêm, lãnh nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong thì phải chia tay, xài sạch hết của tích lũy trong nhà. Công tác luôn gặp bất lợi. Tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thất tính, lật lọng. Tôi học về ngành luật, muốn lấy được bằng luật sư thì phải khảo thí bên tư pháp, rồi làm thực tập hơn một năm. Bằng luật sư do cục tư pháp cấp. Nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ thì lại xảy ra lũng củng, ách tắc, chưa thể nhận bằng. Do giám đốc đối với tôi không tốt, là phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lần nữa. Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt công tác và quan hệ gia đình của tôi dần dần biến thành phức tạp, rối rắm như thế. Tôi suy nghĩ trăm lần cũng không giải thích nổi. Mãi đến hơn một tháng trước, tôi gặp một bạn Phật tử có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm, thủ dâm nữa, bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều. Anh nói, nếu bạn giới dâm rồi, chỉ sau 3 tháng bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển tốt, tật bệnh tự động tiêu, quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan, tài phúc phát càng nhiều. Trước đây do bởi bạn hay thủ dâm là quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái, vì vậy mà tình duyên, công danh, sức khỏe đều thất bại. Tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khuyên. Tôi cương quyết giới tà dâm. Tính đến nay mới hơn một tháng, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc. Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng viêm mũi, viêm khớp biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn bị nghẹt mũi, tuy đêm ngủ còn bị chút ít. Song thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận. Mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên quan hỷ, luôn cười sảng khoái. Đối với các hiện tượng này, tôi rất khó hiểu. Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ, nhưng vì sao gia đình cũng có thể dần chuyển tốt theo như thế? Anh bạn tôi giải thích, nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa. Gia đình là tối thân cận nhất với mình, sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương xứng với phẩm hạnh xấu của mình. Thế nên tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành khuyên các bạn, những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau giới trừ, dứt bỏ. Bạn đừng có nhẹ dạ tin vào những lời tuyên bố của mấy ông bác sĩ hay các chuyên gia, cho rằng tà dâm, thủ dâm là chuyện bình thường vô hại. Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được, vân vân. Điều này rất sai lầm, bởi chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết. Do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều. Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường là cách xả dục đơn phương,
giúp giảm stress. Nói như thế chỉ là mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, quân dưỡng thói quen ác mà thôi. Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sai hoàn toàn. Bởi vì một người có ác tập thủ dâm sẽ không có ý chí, nghị lực, vô phương khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báo lẫn sức khỏe mà không hay. Kể từ sau khi thề nguyện giới dâm, quyết sống trong sạch rồi, thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên rất khinh an, thoải mái. Thái độ ủ rũ nặng chí trước đây không còn. Từng ngày sống như được thái dương chiếu rồi. Trước đây do tinh thần sa sút, lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục và chơi đá banh, nhưng không đạt hiệu quả. Thân thể và tinh thần đều rối rắm. Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu, trong lòng quang minh chánh đại giống như có thái dương soi rọi nơi tâm. Khi đó tôi không hiểu. Giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Bạn cứ thề nguyện giới dâm, sống thanh khiết đi, rồi bạn sẽ nếm mùi vị an lạc tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình vạn phần may mắn và vô cùng tri ân vì bằng hữu đã chỉ lỗi phá mê cho tôi. Tôi cũng hy vọng bài văn này sẽ giúp ích cho bạn. Tôi tin chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết. Luật sư X. Chuyện thứ ba. Quay đầu nhìn lại cuộc sống quá khứ của tôi, đa số thường thất bại. Trước đây các cô luôn đeo theo tôi, bây giờ tôi đeo đuổi lại mà họ chẳng thèm lý đến. Tình cờ xem một giới tà dâm trên mạng, tôi học được rất nhiều điều hay. Mới hiểu ra thủ dâm là khiến cả đời bần tiện, làm việc gì cũng thất bại không thành. Trang web giới tà dâm không những tuyên truyền giáo dục, giúp người ta nhận ra nguy hại của tà dâm, hơn nữa còn giới thiệu nhiều điều vi diệu về chú Lăng Nghiêm. Tôi vốn là một kẻ vô thần, mới đầu chỉ mang tâm thái xem thử, hành thử mà thôi. Hàng ngày trước khi ngủ, tôi chịu khó tụng một biến. Mặc dù không hiểu rõ câu văn từ ngữ, nhưng ai ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Bây giờ hầu như tôi rất khó có tư tưởng tà dâm với phái nữ. Mỗi khi tình cờ, khi xem các cảnh quay set hở hang nơi truyền hình hay trong phim, lòng tôi cũng không có cảm giác gì. Mới đầu tôi còn tưởng mình bị bệnh vô cảm, nhưng sau khi đi kiểm tra sức khỏe và đo lường mức độ nam tính, bác sĩ mỉm cười bảo tôi rất khang kiện về mọi mặt, nên tôi an tâm. Trước đây mỗi lần thấy mấy cô gái xinh đẹp là tôi khởi ưa thích vọng động, nhưng bây giờ trong tâm hoàn toàn không có bất kỳ tư tưởng tà dục nào, tôi chỉ thấy là họ đẹp mà thôi. Tôi đã phát thệ giới tà dâm, sống thanh khiết từ tinh thần đến thể chất. Tính đến giờ đã giới dâm được một tháng, mà nói là giới cũng không phải, vì khi lòng không còn dung chứa hay tồn động ý dâm thì hành vi xấu này hết chỗ để phát sinh. Tâm tôi không còn muốn điều ấy nữa, nên giới tự nhiên thành. Hôm nay tình cờ đo lại chiều cao, mới thấy có tăng thêm. Bây giờ tôi đã cao hơn 1m8. Còn nữa, dù chương trình học tại nước Đức được nhìn nhận là khó, ngay cả sinh viên bản địa cũng khó khăn, vậy mà tôi thi đậu với điểm rất cao. Điều này khiến tôi vô cùng hoan hỷ. Tuyệt hơn nữa là công việc bây giờ đang tiến triển thuận lợi. Đã có mấy người bạn giới thiệu tôi làm phiên dịch cho các công ty kinh doanh lớn, vì tôi rất giỏi ngoại ngữ, biết trên 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức. Nhớ lại trước đây lúc còn thủ dâm, do hành vi này khiến tôi bị tổn phúc báo, nên đi tìm công tác rất khó khăn, đến mức tôi chỉ có thể làm thông dịch viên đài hạ giá nơi cái quán ăn mà thôi. Nhưng từ khi tôi thệ nguyện giới tà dâm, quyết tu tỉnh học Phật rồi, thì lại tìm được chỗ làm rất ngon, lương cao không ngờ. Ít nhất tôi cũng có thể kiếm được 10.000 euro cho mỗi tháng. Sau khi tu học Phật, nguyện làm người thiện lành rồi, thì cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều. Bây giờ thân thể tôi rất tráng kiện, dung nhan rạng rỡ. Khi chơi đá banh, lúc người khác đã bệt bò ra, thì tôi vẫn còn sung sức, chưa thấy gì. Trí nhớ cũng trở nên cực tốt, bởi tôi có xem chi
chỉ lướt qua là đã nhớ đến 8/10. Vừa nhìn là nhớ ngay. Hiện tại tôi rất vững tin, tin rằng mình có thể tốt nghiệp mỹ mãn, học theo kịp các bạn, dù trước đây họ đã vượt qua tôi rất xa. Chính nhờ vào giới tà dâm mà tôi đã phục hồi nhân thân, phong cách tốt, sống xứng đáng trong kiếp người và có thể sáng tạo tương lai sáng lạng theo ý mình, nhờ vào việc không ngừng tu bồi đức hạnh. Xin chân thành chia sẻ kinh nghiệm quý giá này cùng bạn. Mong bạn hãy từ bỏ tất cả tật xấu. Hỡi các bạn nam nữ, xin hãy cương quyết giới tà dâm cùng chúng tôi. Du học sinh A, 15/3/2016.